Bé nhà mình bị sổ mũi và ho, cộng với là cháu bị mẩn ngứa ở mặt đấy. Bé Quách Chí Bảo vào một ngày khám da liễu nội soi tai mũi họng tại Thu Cúc TCI. Mình tên là Nguyễn Thị Tuyến, bé nhà mình là Quách Chí Bảo. Hôm nay cháu được 5 tháng tuổi. Mấy ngày vừa qua, Chí Bảo gặp phải tình trạng ho, sổ mũi nhiều, kèm theo đó là triệu chứng nổi mẩn đỏ bất thường ở khu vực quanh miệng. Khá lo lắng, hôm nay mẹ và bà quyết định đưa con đi khám để tìm ra nguyên nhân. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên bệnh viện, đầu tiên con được kiểm tra nhiệt độ và vào khám lâm sàng cùng bác sĩ. Sau đó, con được lấy máu để có kết quả chẩn đoán chính xác hơn. Bước này thì hơi đau một chút nên các cô điều dưỡng viên phải làm quen trước để con đỡ sợ nè. Tiếp theo, hai bước không thể thiếu là khám da liễu và tai mũi họng. Kết quả thăm khám cho thấy Chí Bảo bị viêm mũi họng cấp, có tình trạng viêm nề và đọng dịch nhầy ở mũi và niêm mạc, đồng thời phát ban đỏ ở vùng quanh miệng, tuy nhiên không phù và không xuất huyết dưới da. Để cải thiện tình trạng cho con, bác sĩ đã kê đơn thuốc và hướng dẫn mẹ cách chăm sóc con tại nhà. Tuyệt đối không tắm nước quá nóng hay tắm các bài thuốc dân gian như tắm lá, muối, chanh bởi có thể làm tình trạng kích ứng da trở nên nặng hơn. Ngoài ra thì bác sĩ cũng hẹn mẹ cho con quay trở lại tái khám sau 2 tuần hoặc bất cứ khi nào con có biểu hiện bất thường. Trước mình mang bầu ấy, mình cũng hay khám ở Thu Cúc và mình thấy dịch vụ tốt đấy. Thì đâm ra là mình khi bé bị bệnh là mình muốn đến đây để cho bé được sử dụng cái dịch vụ tốt nhất. Mình cảm thấy rất là hài lòng, các bác sĩ rất là nhiệt tình. Cháu chỉ bị viêm nhẹ thôi, không có vấn đề gì đáng ngại. Chúc Chí Bảo mau khỏi và ăn mau chóng lớn để cả nhà yên tâm nhé. Bye bye.